bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 1 tháng 5, lễ thánh Giuse thờ. Ông ta không phải là con bác phó mộc sao? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan mà tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Jacobê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Giá trị lao động của bác thợ mộc Giuse. Ông ta không phải là con bác phó mộc sao? Đức Giáo hoàng Pio XII thiết lập lễ thánh Giuse thờ từ năm 1955 và được ấn định vào ngày mùng 1 tháng 5 trong lịch phụng vụ là để mang lại cho lao động một chiều kích Kitô giáo. Hiến chế Lumen Gentium nói về ý nghĩa tôn giáo trong các sinh hoạt của con người. Nỗ lực này đáp ứng với ý định của Thiên Chúa. Điều ấy cũng bao gồm các sinh hoạt thông thường nhất. Vì con người, nam cũng như nữ, khi nuôi sống mình và gia đình đều phải hoạt động phục vụ xã hội. Họ có quyền nghĩ rằng sức lao động của họ mở mang công cuộc của đấng tạo hóa và mang lại hạnh phúc cho các anh chị em, cũng như khả năng riêng của mỗi người, cũng góp phần kiện toàn kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Nơi khác cũng hiến chế này ghi nhận: nhờ việc làm của mình dâng lên Thiên Chúa, con người cộng tác vào chính công cuộc cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô. Đấng đã nâng cao giá trị của việc làm khi người làm việc với chính hai bàn tay của mình tại Nazareth. Thánh Giuse đã lao động trong sự kết hiệp với thánh ý Thiên Chúa, với bổn phận và tình yêu gia đình. Dẫu là việc bé nhỏ, tầm thường, nhưng tình yêu thì lớn lao và cao cả. Cách làm việc ấy có thể được gọi là cách cầu nguyện thiết thực nhất của mỗi con người biết nối tiếp công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Đúng vậy, làm việc là cầu nguyện. Ước gì các gia đình luôn kết hiệp với Chúa trong mọi công việc lớn nhỏ, kết hợp bằng cách xin Chúa sáng soi cho biết việc phải làm, xin giúp đỡ chứ không ỷ vào tài hèn sức mọn của mình, xin cho kết quả của công việc diễn tả được việc chu toàn bổn phận, nuôi dưỡng tình vợ chồng, gia đình và mọi người. Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết noi gương thánh Giuse mà chu toàn bổn phận làm việc vì mến Chúa, yêu người. Amen. Chào tháng năm, các gia đình vui mừng dâng tiến những đóa hoa lòng bên mẹ Maria để kính mừng mẹ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ, để kính mừng mẹ đã cưu mang và sinh hạ con Chúa Trời, để kính mừng mẹ đã hiệp công hy lễ cứu chuộc nhân loại, để kính mừng mẹ là nữ vương thiên quốc, là trạng sư của mỗi người, mỗi gia đình, và để khấn xin mẹ nguyện giúp cầu thay cho mỗi người, mỗi nhà được ân sủng Chúa mà vượt qua hành trình đầy phong ba nhưng không bao giờ lạc hướng. Nhờ có mẹ dìu đưa đến miền Thái Hòa,
là nước trời vĩnh cửu. Yeah.